một lần cơ, là thêm một lần can đảm, dùng lý trí để lắng nghe trái tim mình, để từng bước vượt qua giới hạn bản thân, hãy ước mơ và nhấn chân thẳng ước mơ của mình. Đứng đến gọi là đâu thì chúng tôi đi, hành trình đó chúng ta lớn lên, và hành trình đó mang lại cho ta thật hạnh phúc. Cảm ơn. Hãy dám ước mơ và tin vào giấc mơ của mọi người. Ở bên cạnh một ai đấy mà người ta động viên cổ vũ bạn được làm những điều mà bạn ước mơ, bạn đam mê và bạn mong muốn làm trong cuộc đời. Đặc biệt là người ta mong muốn bạn thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn, mà đó cũng chính là điều mà bạn mong muốn. Mất mấy mươi năm trong đời, nửa đời người, 2/3 đời người, thậm chí là gần cuối đời rồi chúng ta mới ngộ ra điều này. Phải đi qua thương đau đến nghiệt ngã, cận kề cái chết mình mới tỉnh ra. Mình đến cuộc đời này không phải là để kiếm thật là nhiều tiền. Mình đến cuộc đời này không phải để làm được nhiều việc, để chinh phục cái này cái nọ, để trở thành ai. Mình đến cuộc đời này trước hết là để sống một đời sống sâu sắc. Một đời sống sâu sắc là trong đó mình phải thụ hưởng được những tặng phẩm mà trời đất khiến tặng. Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, mà các bạn là kẻ thất bại khi các bạn chấp nhận buông xuôi. Chúng ta phải chấp nhận rằng có những kỳ vọng sẽ không thành, và vì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không lường trước được, vậy nên cố gắng là thứ duy nhất chúng ta có thể làm. Đôi khi chúng ta sẽ trở thành quân bài trong tay người khác, nhưng chẳng sao cả, vì chỉ ít thì chúng ta đã làm rồi. Chỉ tiếc là mình đã không làm thôi, còn làm rồi mà không được thì mình buồn, chứ mình không cần tiếc nữa. Chị ấy đã rất là giỏi rồi, và chúng ta cũng đã rất đoàn kết. Đừng mong mơ nữa, hãy biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa, hãy kẽ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc phủ chủ bao la. Kurt, một nhà triết học lớn đã nói như này này: cuộc sống của bạn là những gì suy nghĩ của bạn tạo nên. Tức là nếu mà chúng mình tiêu cực ấy, thì cuộc sống của mình cũng sẽ tiêu cực. Nếu mà chúng mình vui vẻ, tích cực hơn thì cuộc sống của chúng mình cũng sẽ tốt hơn ấy. Và suy nghĩ nó cũng tạo nên hành động nữa mọi người ạ. Khi mà chúng mình suy nghĩ tích cực hoặc ít nhất là không tiêu cực thì cuộc sống của chúng mình nó cũng dễ thở hơn ấy. Rồi ngày mai phải lớn đôi, bao sóng gió với những giọt mồ hôi, trân trọng hơn cuộc sống này và học được nhiều điều hay. Đặt bàn tay lên trán đi bao điều, chợt nhận ra mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ ai cũng sẽ phải lớn để hiểu chuyện hơn, cuộc sống cho ta buồn vui. Cuộc sống thì không thể hoàn hảo, từ giờ trở đi hãy là chính mình. Cho em đợi mãi sẽ chỉ câu chuyện I will be waiting for you now. Làm cho em vòng tay bên em mỗi khi em khóc vì anh. Chocolate như những giấc mơ để anh là đây cùng những một vì. Rồi cứ thế em mất đi không cần nghĩ suy. Anh đã có quên đi đâu thương người hơn. Chúc
Chúng ta không cần trở thành bất cứ ai, làm bất cứ điều gì để hài lòng hoặc có sự yêu quý của tất cả mọi người, bởi vì đó là điều hầu như không thể và cũng không cần thiết lắm. Vì mỗi người sẽ có một cá tính, mỗi người sẽ có một chất riêng, chúng ta chỉ cần là chính mình, sống đúng với những tiêu chuẩn mà chúng ta đã đặt ra. Bọn họ đều tưởng là ta vô dụng rồi, còn sớm lắm.